Mày định bán hàng đúng không? Bán đi, đừng nghĩ nữa. Mày thành công đi đã thì tao mới nghe mày. Chứ mày không thành công, mày còn đéo bằng tao. Thế tại sao tao phải nghe mày? Riêng những cái ai mà hay mua hàng và hay có cái câu hỏi là đúng sai ấy, thì sẽ bị cản trở. Trước khi muốn kiếm được nhiều tiền, trước khi muốn thành công, thì việc đầu tiên là phải vứt bỏ đi sự sợ hãi và phải vứt bỏ đi cái được gọi là cái sự phán xét. Đây là những cái nỗi sợ, đây là cái sự phán xét mà đáng ra nó không nên tồn tại ở trong đầu. Vì bởi vì nó, cái nỗi sợ hãi vô hình đó, không cầm được trên tay, còn không hình dung được nó, không gọi tên được nỗi sợ đó. Vậy thì sao? Vậy thì sao mình phải sợ cái nỗi sợ đó? Có phải chăng là cái nỗi sợ đó nó đang cản trở mình không dám làm một điều mới mẻ hoàn toàn và đi ngược lại so với đám đông? Vừa rồi thì mình có nhận được một cái cuộc gọi trên xe của mình, trên đường mình lái xe về Hà Nội. Mình vừa về Hải Dương xong, sáng về Hải Dương, chiều có mặt ở Hà Nội. Có một chị đi gọi điện cho mình, chị bảo là đặt ra khoảng tầm 3 câu hỏi nhưng mình chỉ nhớ 2 câu thôi. Chị gọi điện hỏi em ơi, thì hôm qua chị cũng lên văn phòng được tư vấn hết rồi, nhưng mà đến khi về chị nói chuyện với bạn bè thì bạn bè có bảo là học cái quảng cáo này nó cần phải kiểu là làm việc liên tục, thì như thế thì chị cũng sợ. Đây là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 2 là chị cũng dự định bán quần áo. Chị muốn xin phép chị hỏi em là chị nhập quần áo về sau đó chị bán thì như thế có được hay không? Có nhiều lãi hay không? Có nhiều lời hay không? Có bán hay không? Thì hai câu hỏi này là hai câu hỏi thể hiện cho, một là sự sợ hãi, hai là sự phán xét. Ví dụ câu hỏi số 2 đó chính là chị nhập về và chị bán thì có lời hay không? Câu hỏi này không có đầu, không có đuôi. Tức là cái nỗi sợ ở đây là nỗi sợ không bán được hàng, trong khi là bà đã bán hàng đâu mà bà sợ. Bà đã nhập hàng đâu, bà chưa biết nhập nó bán giá nhập là bao nhiêu, bà cũng chưa biết được là định giá là bán bao nhiêu, định bán bao nhiêu. Thế thì tại sao bà phải sợ? Hiểu chưa? Tức là có những cái nỗi sợ mà các bạn cần phải thấy là các bạn đang bị đấy. Đó chính là sợ một cái điều mà nó không tồn tại và không gọi tên được. Chính vì nỗi sợ đấy cản trở mình không dám học, hoặc đơn giản thôi, không dám bán hàng. Câu chuyện ở đây là câu chuyện bán hàng. Em ơi, nhập về sau đó bán thì có lời không? Thế nhập bao nhiêu? Định bán bao nhiêu? Không biết. Thì làm sao mà thằng Hạnh dám trả lời? Thì đương nhiên là cái chị đấy gọi điện cho mình thì đương nhiên mình cũng giáo dục công dân, dạy môn giáo dục công dân một tí, rồi sau đó mình mới dạy môn marketing. Thì không biết là chị đấy đã xuôi hay chưa, nhưng mình tin là chị đấy chưa xuôi. Và mình cũng nghĩ rằng là chị cũng không nên học mình, bởi vì cái tư duy nó đã như thế rồi. Có rất nhiều nỗi sợ và sự hoài nghi bên trong, thì tư duy như thế thì học thế học nữa thì nó cũng không ok được. Hiểu đoạn này không? Mình logic lại cho các bạn dễ hiểu nhé. Em ơi, chị định nhập hàng này về và bán, như thế thì có lời hay không? Bố thằng Hạnh không trả lời được. Và nếu bố thằng Hạnh dạy thì bố thằng Hạnh sẽ trả lời luôn. Mày định bán hàng đúng không? Bán đi, đừng nghĩ nữa. Thế cho nó nhanh. Chỉ khi nào mày bán thì khi đó tao mới trả lời được mày, là ví dụ như là nhập 100. Em nhập 100 thì em nên bán ra bao nhiêu hả thầy? Thì tao mới trả lời được câu hỏi. Hiểu chưa? Đó, hoặc đơn giản là thưa thầy, em nhập 100, bọn nó đang bán 150, thì làm thế nào để em bán được 200.000? Theo cái tư duy, cách thầy dạy, thì làm thế nào để em bán được 200.000? Thì thằng Hạnh sẽ trả lời được. Một câu hỏi rất rõ ràng, có đầu có đuôi. Quay lại câu hỏi số 1 xem các bạn có gặp vấn đề em nhé. Chị cũng định học khóa học của em, nhưng mà về hỏi bạn bè thì nó bảo là học cái này nó cần phải tính liên tục, nên là chị cũng sợ. Thế mình có quay ra mình bảo như thế này thì các bạn xem là nó có đúng hay không. Mình bảo là mẹ mấy cái thằng mà nó khuyên chị như thế đấy, thì nó có giàu không? Nó có thành công hay không? Thậm chí là nó còn không bán hàng online, thì nó lấy tư cách gì để nó khuyên mình, nó khuyên chị? Tốt nhất chị đừng nghe theo nó. Bây giờ chỉ có hai cơ hội cho chị, một là học thằng Hạnh, hai là thôi đừng học nó nữa. Bởi vì ngay trong đầu của chị đã không có cái quyết tâm để học. Thì người này khuyên thế này, chị sẽ làm như thế này. Người thì khuyên thế kia, thì người ta sẽ khuyên, thì chị sẽ làm như thế kia. Như thế thì chị sẽ không có cái tránh kiến. Thì như thế thì theo các bạn, mình nói thế có được không? Bởi vì hiểu đơn giản này, những cái người mà khuyên bạn thì cần phải biết là nó, cái người đấy là người như thế nào, nó có tư cách để nó khuyên mình hay không nhá. Chứ đừng có nghe bừa nhá.
đây là hai viên pin, lấy là hai ví dụ. Đây, cái thằng khuyên các bạn này, ví dụ như thế. Ui, tao thấy làm TikTok, làm affiliate, mua sách của thằng này chả được cái vẹo gì, rồi là học quảng cáo Facebook đéo làm được đâu. Ui rồi bạn, ui rồi bạn ơi, tôi thử rồi, kiểu như thế. Nó khuyên mình, nó khuyên là mình là không làm, nó khuyên mình là không học, không mua sách. Ok, nó khuyên mình như thế. Thế bây giờ nhá, mình bảo các bạn này, các bạn quay ra hỏi lại nó, mày có bao nhiêu tiền một tháng, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, tài sản mày có bao nhiêu, mày có làm cho cái lĩnh vực này không, tức là mày có làm cho cái lĩnh vực ví dụ như quần áo hay không, mày mới khuyên tao như thế. Nếu câu trả lời là không, nếu câu trả lời là kinh tế của nó hơn mình một tí, hoặc là bằng mình, hoặc là thấp hơn mình, thì bỏ mẹ những cái lời khuyên này đi, toàn những cái lời khuyên để xui dại mình thất bại không làm, hiểu không chưa? Bây giờ đơn giản như thế này nhá, mình hỏi các bạn như này nhá, học ấy là tốt hay xấu, phải rõ ràng quan điểm nhá, học là tốt hay xấu, đơn giản như này. Cái thằng dở này cấn mạnh link này, ví dụ như thế mình không chơi với ông này nhá, cấn mạnh link xem được video này bỏ qua nhá, mình bảo là mình bảo bạn là thằng dở, đây là cái việc ngôn từ mình thể hiện thôi, còn mình không học bạn, mình chưa chơi với bạn nên là mình không biết là bạn dở hay là điên giống như mình nữa, hiểu không chưa? Mình mua sách của bạn, nhưng mà các bạn để ý này, theo các bạn này, mua sách ở đây là có lợi hay có hại đã, tốt hay không tốt đã, trời ơi, câu hỏi những cái người mà xem video này, mình muốn cho các bạn một cái tư duy giống của mình này. Mua sách hoặc đi học này là tốt hay không tốt, có lợi hay không có lợi? Nếu câu trả lời là có lợi, vậy thì ok, học. Nếu mua sách có lợi, ok, mua. Bao nhiêu tiền? 368.000. 368.000, sao mình nghĩ? Thấy hiểu chưa? Cái cách đặt câu hỏi của các bạn sẽ quyết định các bạn có làm hay không. Nào, đây, cuốn sách này. Mua sách là tốt, mua sách về đọc là tốt hay không tốt? Trả lời câu hỏi, có lợi ích hay không có lợi ích, có lợi hay có hại? Nếu câu trả lời là có lợi, mua luôn, học luôn khoa của thằng Hạnh, hiểu không chưa? Chứ đừng có cái tư duy kiểu mẹ, kiểu này là thất bại này, kiểu tư duy mua hàng đúng sai, mua cuốn sách này là đúng hay sai, kiến thức ở trong này là đúng hay sai, học thằng Hạnh đúng hay sai. Riêng những cái ai mà hay mua hàng và hay có cái câu hỏi là đúng sai ấy, thì sẽ bị cản trở. Cản trở ở đây, ví dụ trong câu chuyện của cái chị này, đó chính là mẹ bố mày định đăng ký học rồi, tự nhiên đi gặp một cái thằng bạn giờ hơi đất hỡi, thằng này nó bảo là ơ không nên học, thế lúc đấy lại quyết định bằng đúng sai, chứ không phải quyết định bằng tốt hay không tốt, tốt xấu nhá. Nhớ này, mua một cuốn sách, ví dụ như thế, mua một cuốn sách mà nếu bạn hỏi là mua cuốn sách này về tốt hay xấu, hiểu không, có lợi hay có hại cho bản thân, thì chắc chắn 100% câu trả lời sẽ có lợi và bạn sẽ mua cuốn sách này, hiểu không chưa? Nhưng nếu mà nghe theo cái thằng dở hơi này lại là đúng sai, thằng này dạy không đúng, thằng này dạy sai, thì lúc đấy bạn sẽ không mua cuốn sách này nữa. Và đấy là tư duy cực kỳ quan trọng. Vậy thì trước khi muốn kiếm được tiền, muốn thành công, muốn làm chuyên gia trong một lĩnh vực, muốn trở thành những vị trí cốt cán trong một công ty, thì phải có tư duy tốt xấu, hoặc có ích, có lợi, hoặc có hại, có ích hay không có ích, chứ không được kiểu mẹ so sánh, phán xét, hoài nghi, đau đầu, hiểu chưa? Đau đầu. Và chính cái tư duy đó làm cái chị kia hoặc một số người đã xem video này, đang xem video này bị cản trở, không dám làm những cái điều ngược lại mà người khác không dám làm. Mình cam kết những cái người mà đã mua sách, mình cam kết họ sẽ có cái đầu óc thông minh hơn, tài chính và thành công hơn những cái người mà người ta comment ở dưới bảo ui sao mua sách làm cái đéo gì, đọc sách mẹ thành công được thì bố mày cũng giàu rồi, mẹ mày mua sách của bố mày đi đã, thì mày đang phán câu đấy. Đấy là ví dụ như thế, mày bán được sách giống như nó đi đã thì mày hãng nói câu đấy, mày thành công đi đã thì tao mới nghe mày, chứ mày không thành công mày còn đéo bằng tao thì tại sao tao phải nghe mày. Nhớ nhá, hơi thô thiển một tí, ngôn từ hơi thô thiển một tí, nhưng mà đi thẳng vào vấn đề, thấy không chưa? Ở đây trong video này thì mình không hề có bán hàng, mình chỉ nói với các bạn rằng là đừng có suy nghĩ đúng sai, thấy không chưa? Mà phải suy nghĩ ngược lại, cái này tốt hay xấu, cái này có lợi hay không có lợi với mình. Hết, hãy quyết định mua hàng cho những cái thứ có lợi cho mình,
Hiểu không chưa? Xong rồi, video này dừng ở lại thôi. Bây giờ là phải đi chợ mua con cá về để làm món cá chép hầm chiên xả. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.